Ander Herrera đã từng bị coi là một phần nguyên nhân khiến cho Manchester United phải dừng bước tại tứ kết cúp FA trước Chelsea cách đây hơn một tháng với việc phải rời sân với hai thẻ vàng. Nhưng ở Old Trafford chủ nhật tuần trước, chính anh lại là người hùng. Đầu tiên, cầu thủ này có một pha chuyền bóng rất chuẩn xác tạo điều kiện để cho Marcus Rashford mở tỷ số. Và điều hai, lại là cầu thủ số 21 ghi dấu ấn với cú sút nâng tỷ số lên 2-0. Một bàn thắng, một kiến tạo chưa phải là những gì nổi bật nhất của Herrera trong trận đấu với Chelsea. Ai cũng biết cầu thủ người Tây Ban Nha đã phải vất vả thế nào trước Eden Hazard tại tứ kết cúp FA và cuối cùng phải rời sân vì hai thẻ vàng. Còn ở vòng 33 giải Ngoại hạng Anh, Herrera hoàn toàn chủ động. Anh đã khiến cho Hazard phải im tiếng và không thể tạo ra được bất kỳ một cơ hội cụ thể nào. Thống kê cho thấy Herrera có 3 lần tắt bóng thành công, 4 lần đánh chặn và 4 lần giải nguy cho đội chủ nhà. Herrera thực ra đã từng được đánh giá rất cao dưới thời huấn luyện viên Van Gaal, nhưng anh lại không được sử dụng đúng với sở trường. Và phải đến trận đấu vừa rồi, cầu thủ người Tây Ban Nha mới chơi thật sự ấn tượng. Điều đó càng cho thấy cách nhìn người và sự tin tưởng của huấn luyện viên Jose Mourinho đã phát huy đúng chỗ, giúp cho Manchester United có thêm hy vọng lọt vào top 4 khi mùa giải 2016-2017 kết thúc.